mâu thuẫn, tất cả mâu thuẫn, tất cả những nghịch lý được sử dụng trong kinh Diệu, trong kinh mà Diệu Ma Cật Sở Thuyết, để mà phá vỡ hết tất cả những lý lẽ, để phá vỡ tất cả những cái ý niệm phân hai, để làm cho chúng ta kẹt bên này dính bên kia. Nếu chúng ta không kẹt vào ác thì chúng ta dính vào thiện, mà dính vào thiện chỉ là một hình thức khác của ác. Nếu chúng ta không kẹt vào ác thì dính vào thiện, không kẹt vào thiện thì dính vào ác. Thành ra chúng ta phải mà phá hết tất cả cái vượt lên trên thiện và ác, vượt lên trên có và không, tức là siêu bắt bất tuyệt bất không, tức là chúng ta phải là siêu tứ cứu á, là không có, có cũng không được, và không cũng không được, mà vừa có vừa không cũng không được, mà không có cũng không không. Khi mà chúng ta hiểu bất cứ ý nghĩa nào trong kinh Phật mà đi ra ngoài bốn cái đó thì mới được. Nếu chúng ta hiểu cái đó có nghĩa là có, ví dụ chúng ta hỏi Phật có không, nếu chúng ta trả lời có thì nghĩa thông thường cũng được, nhưng mà nó không có đúng cái nghĩa mà chân thật nghĩa, thì chúng ta nói không cũng không được, được mà không được. Vậy không, không kẹt vào có, thứ nhất không kẹt có, thứ hai không kẹt vào không, thứ ba không kẹt vừa có vừa không, và thứ tư không kẹt không có cũng không không cũng không được, phải phá bỏ bốn cái đó. Thì cái đó mới là vô lượng nghĩa. Thật ra chẳng hạn như trong này, nếu chúng ta hiểu mà thực hành phi đạo, Bồ Tát thực hành phi đạo tức là trái đạo là không đạt Phật đạo, thì như thế chúng ta không hiểu, chúng ta cái gì là làm trái là Phật không à, chúng ta cho đó là Phật pháp thì rất nguy hiểm. Đây cái ngày cũng là thật, là để muốn cho chúng ta đừng bị kẹt dính vào trong những cái gọi là hữu và vô, cái có không kẹt dính vào trong tứ đế, tức là những lý luận thông thường. Cái gì gọi là lý luận? Lý luận là khi tức chúng ta bị dính, bị nô lệ, bị dính, chúng ta không giải thoát được, bởi chúng ta dính vào cái gọi là hữu, cái có. Vậy chúng ta sở dĩ dính vào cái có cái không là do cái ngũ uẩn chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức chúng ta. Từ cái sắc thọ tưởng hành thức, nhất là cái bản ngã của chúng ta, là cái ngã và cái ngã sở, là cái mà nó khiến chúng ta bị níu vào trong cái có và cái không. Chẳng hạn như tôi có cái này, tôi không có cái kia, tôi mất cái này, tôi được cái kia, được mất có không, chính cái đó là từ cái ngã sở, mà cái ngã sở là từ được xây thành từ tứ đại và từ ngũ uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức. Chính cái sắc, cái thọ, cái tưởng hành thức nó làm cho mình thấy phải có cái này, có cái này không có. Chính cái sắc thọ tưởng hành thức nó làm cho mình bị nô lệ vào trong cái có, bị vô nô lệ vào cái không có, rồi bị nô lệ vào cái vừa có vừa không, rồi bị nô lệ vào cái không có cũng không không. Đó. Khi mà sắc thọ tưởng hành thức của mình bị nô lệ vào cái đó thì tất nhiên mình không giải thoát. Mà nếu mình hiểu giải thoát là có, thì cái giải thoát đó là bị nô lệ. Rồi, vì mình có sắc thọ tưởng hành thức phải mượn nói là giải thoát có. Rồi mình nói một cách cao siêu hơn, giải thoát không có giải thoát. Thì cái đó mình bị nô lệ cái không. Hay là vừa giải thoát vừa không giải thoát cũng bị nô lệ. Hay không có giải thoát và không có giải thoát cũng. Bởi thế là tất cả cái kinh vô cận có thể nói tóm tắt là làm sao mình vượt bốn cái đó. Bốn cái đó là cái mà xây dựng thành ngôn ngữ của chúng ta. Khi chúng ta nói chuyện đó, chàng hỏi, tôi đặt một câu hỏi cho quý bác, thì quý bác phải trả lời là có hay không có. Nhưng ngôn ngữ, tất cả ý niệm, tất cả ngôn ngữ ta được xây dựng trong cái có và cái không. Chàng có ma hay không? Nếu chúng ta trả lời có thì cũng không đúng, mà chúng ta trả lời không cũng không đúng, mà chúng ta nói ma vừa có vừa không có cũng không đúng, mà chúng ta nói ma không có cũng không có cũng không đúng. Bởi vì cái chữ có chỉ có ý nghĩa là vì chúng ta có tiếng nói, có ý thức, có thọ tưởng hành thức thì mới có không. Mà ngay bây giờ, ngay cả sắc thọ tưởng hành thức có hay không, nếu chúng ta trả lời có chúng ta cũng kẹt, mà trả lời không kẹt. Bởi thế mới sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức là không, mà không là sắc, mà thọ cũng là không, mà không là tức là thọ, tưởng là không, mà không là tưởng, hành là không, rồi không là thức. Cái ý thức của chúng ta đây nè, chẳng hạn bây giờ quý bác đang nghe, quý bác là cái thức của bác làm cho bác, cho quý bác nghe và bác hiểu cái gì tôi đang nói. Cái thức đó thật sự là không, nhưng mà cái không lại là thức. Tức là không, nó có nghĩa là không có tự tánh, nó không phải là một hữu thể, nó không có tự tánh, tức là nó không có trụ một nơi như thế này, nó có hình, có tướng đàng hoàng, nó là vô tướng. Đó, văn ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật rằng Bồ Tát thế nào là thông đạt Phật đạo? Bồ Tát thực hành phi đạo là thông đạt Phật đạo. Thì chúng ta